thông xe tuyến quan trọng nhất đồng bằng sông Cửu Long. Phát hiện những ca nhiễm Omicron trong cộng đồng đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Không khí chuẩn bị hàng Tết tại các làng nghề phía Nam. Ngư dân vươn khơi và thu hoạch lớn những ngày cuối năm. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Việt Nam Hội nhập. Tôi là Minh Tiệp, người đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuần qua đã tới dự lễ và phát lệnh thông xe tuyến chính cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Đây là tuyến cao tốc có vai trò đặc biệt quan trọng trong giao thương kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long với thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Cùng dự lễ có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa. Sau gần 3 năm tiếp nhận điều hành, đơn vị thi công là tập đoàn Đào Cả đã nỗ lực ngày đêm đưa dự án cán mốc thông xe kỹ thuật cho tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận tiếp tục kiểm soát chất lượng trong quá trình cho lưu thông trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trước đó, suốt gần 10 năm đầu triển khai dự án với 2 lần thay đổi nhà đầu tư, 3 lần thay đổi tổng mức đầu tư, 4 lần lùi thời hạn hoàn thành và dự án chỉ đạt được 10% khối lượng. Tháng 3 năm 2019, liên danh các nhà đầu tư đã mời tập đoàn Đèo Cả tham gia quản trị, điều hành thông qua doanh nghiệp dự án là công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận. Bằng tinh thần ba xuyên, xuyên đêm, xuyên lễ Tết, xuyên dịch, hàng ngàn cán bộ, kỹ sư, công nhân đã ngày đêm bám sát và miệt mài thi công để hoàn thành thông tuyến cao tốc trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Vui mừng dự lễ thông xe tuyến chính cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang và tập đoàn Đèo Cả, đồng thời đề nghị các đơn vị thi công tiếp tục hoàn thành công trình để khánh thành đúng tiến độ. Chủ tịch nước yêu cầu ngành giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ cầu Mỹ Thuận và tiếp tục triển khai tuyến Mỹ Thuận - Cần Thơ để sớm thông xe toàn tuyến. Hội Doanh nhân GDFA Việt Nam vừa tổ chức chương trình kỷ niệm 4 năm thành lập và lễ kết nạp thành viên mới, trong đó có công ty cổ phần Trầm Hương Sinh học TTT. Đây được xem là một bước phát triển mới của GDFA Việt Nam, khẳng định được giá trị qua 4 năm hoạt động. Trong 4 năm qua, GDFA Việt Nam đã có những đóng góp trong việc đưa doanh nghiệp Việt Nam hội nhập với thế giới. Trong buổi lễ, GDFA Việt Nam chính thức kết nạp thêm 68 thành viên mới, nâng tổng số thành viên của hội lên gần 900 thành viên chính thức. Công ty cổ phần Trầm Hương TTT là một trong những doanh nghiệp được mời tham gia lễ kỷ niệm 4 năm thành lập và gia nhập GDFA Việt Nam. TTT với thế mạnh là sở hữu độc quyền công nghệ sinh học kế tạo trầm hương trên cây gió bầu đã cho ra sản phẩm trầm hương sạch cao cấp. Gia nhập GDFA Việt Nam, công ty cổ phần Trầm Hương TTT mong muốn có thêm kênh giới thiệu mô hình kinh tế, sản phẩm trầm hương chất lượng cao của công ty ra thị trường thế giới. TTT sẽ cùng với đoàn các doanh nghiệp trong tổ chức GDFA tham dự hội nghị triển lãm quốc tế Expo tại Dubai vào tháng 2 năm 2022 và tham gia triển lãm các sản phẩm của doanh nghiệp với các đối tác. Đây là một trong những tiền đề để doanh nghiệp mở rộng phạm vi hợp tác, tạo dựng một nền tảng vững chắc trước khi hướng hoạt động sản xuất kinh doanh ra thị trường quốc tế. Nhằm tạo điều kiện cho nhân viên y tế có thời gian phục hồi sức khỏe, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm ngưng hoạt động bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3, số 5, số 10 và bệnh viện dã chiến Củ Chi. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện số bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện dã chiến tại thành phố chiếm 10 đến 30% công suất giường bệnh. Tuy nhiên, biến chủng Omicron có nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh trở lại. Do đó, nhằm tạo điều kiện cho nhân viên y tế tham gia chống dịch có thời gian phục hồi sức khỏe, đồng thời luôn sẵn sàng ứng phó khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, từ ngày 19 tháng 1 cho đến khi có thông báo mới, Sở sẽ tạm ngưng hoạt động bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 3, số 5, số 10 và bệnh viện dã chiến Củ Chi. Người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trên nếu đủ điều kiện sẽ cho xuất viện. Người bệnh cần tiếp tục điều trị sẽ được chuyển tới các bệnh viện điều trị COVID-19 khác tại thành phố. Tuần qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban An toàn Giao thông thành phố đã tổ chức lễ ra quân năm An toàn Giao thông 2022 với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với tinh thần vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông.
Vừa qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban An toàn Giao thông Thành phố đã tổ chức lễ ra quân năm An toàn Giao thông 2022 với chủ đề xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Trong năm 2021, với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt của cơ quan chức năng, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm sâu trên cả ba mặt về số vụ, số người chết và bị thương. Bên cạnh cái tình hình cái lưu lượng giao thông có giảm do cái dịch bệnh Covid-19 thì phải nói là ngay cũng từ đầu năm 2021 các cái ngành cũng đã có nỗ lực triển khai đầy đủ các cái giải pháp, các cái kế hoạch, thì qua đó thì chúng ta mới đạt được cái kết quả là đảm bảo được cái tình hình trật tự an toàn giao thông trên thành phố, kéo giảm sâu cái tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí. Trong năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm tiếp tục kéo giảm từ 5 đến 10% số vụ tai nạn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các bộ tiêu chí để vận tải hàng hóa, hành khách thuận lợi, nhất là sau Tết Nguyên đán 2022. Chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, hiện các nhà vườn trồng mai tại Thành phố Hồ Chí Minh đang tất bật chuẩn bị cho vụ mai Tết và lặt lá mai, một trong những công đoạn quan trọng trong quá trình chăm sóc, dưỡng cây để mai đơm nụ, ra hoa đúng dịp Tết đã được các nhà vườn đồng loạt thực hiện trong dịp rằm tháng Chạp âm lịch này. Hàng ngàn gốc mai, chậu mai của nhà vườn ở làng mai Thủ Đức này đã được lặt lá trong ngày 13 và 15 tháng Chạp âm lịch. Sau công đoạn lặt lá, mai sẽ được chăm sóc, dưỡng cây để sẵn sàng đơm nụ, bung hoa dịp Tết. Năm nay thời tiết thuận lợi, sức mua cũng khá hơn năm trước, nên dự kiến nhà vườn sẽ đưa ra thị trường hơn 1.000 chậu mai lớn nhỏ với giá từ vài chục đến vài trăm triệu đồng, phục vụ khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác. Còn tại thủ phủ mai vàng Bình Lợi, huyện Bình Chánh, các nhà vườn cũng tất bật lặt lá chuẩn bị hàng Tết. Nhiều nhà vườn còn ứng dụng kỹ thuật phun trộn lá để giảm bớt nhân công và thời gian so với lặt lá mai thủ công trước đây. Tết này, làng mai Bình Lợi dự kiến đưa ra thị trường trên 2 triệu gốc mai nguyên liệu. Tuy nhiên, dự báo được sức mua giảm mạnh do dịch, nhiều nhà vườn không lặt lá mai hết công suất. Kế hoạch thì cũng cho xuống lá một lượng nhỏ so với năm vừa rồi, rồi còn lại một số thì hy vọng là sau Tết để bán mai nguyên liệu. Dự trù xuống lá thì khoảng 10-12 ngàn, nhưng mà ước lượng là bán ra khoảng 10 ngàn cây. Nhiều nhà vườn không lặt lá mai hết công suất mà chỉ làm từ 50 đến 70% lượng cây. Sức tiêu thụ giảm là điều đã được dự báo cho vụ mai Tết Nhâm Dần 2022. Dù vậy, vụ Tết vẫn là vụ làm ăn chính của nghề trồng mai. Thế nên các nhà vườn tại Thành phố Hồ Chí Minh đều tập trung tìm nhiều giải pháp để lo đầu ra cho cây mai. Thương lái đến cũng ít, do là ảnh hưởng dịch nên là từ các tỉnh về cũng ít. Nhưng mà đa số là nhờ là bán qua cái mạng online, thì như mình quay cũng nhờ một số cái kênh trên YouTube. Tổ chức một cái đường hoa mai của Bình Lợi, thì dựa vào đó thì mình cũng sẽ quảng bá thương hiệu của cây mai vàng Bình Lợi mình, để cho các nơi đều biết đến và để ra cho bà con mình có cái chỗ mà trưng bày sản phẩm để giới thiệu cho bà con. Vụ Tết năm nay là năm thứ hai các làng mai ở Thành phố Hồ Chí Minh giảm nhiệt, giảm sản lượng so với những năm trước dịch. Các nhà vườn đang kỳ vọng sức mua năm nay sẽ tăng lên vào sát Tết khi tình hình dịch bệnh thuyên giảm, vùng xanh đang lan rộng cả nước. Còn ở Đồng Tháp, thời điểm này, người dân làng khô cá Phú Thọ ở huyện Tam Nông cũng đang tất bật rộn ràng không khí sản xuất cá khô nhằm kịp phục vụ khách hàng gần xa. Sáng sớm, công nhân các cơ sở sản xuất đã bắt tay vào làm khô cá lóc với những công đoạn như làm cá, xẻ cá, ướp cá, mang đi phơi nắng. Tết năm nay thì tôi có đã chuẩn bị, có nghĩa là thứ nhất mình nhập nguyên liệu nó nhiều hơn ngày thường. Rồi có nhiều khi là có thể làm tăng công nhân làm tăng ca tới khoảng 9-10 giờ đêm để cho nó đủ cái sản lượng để mình cung cấp cho thương lái. Hàng ngày thì trung bình thì đây tới Tết thì có thể là cung cấp một ngày có khoảng, nếu mà thành khô thì có thể một ngày từ 70-80 đến 100, có thể có khi 100 ngoài ký. Nguồn hàng cá tươi thì mình lấy cỡ khoảng một ngày khoảng 500 ký. Rồi mình tiêu thụ, mình làm ra mà mình tiêu thụ hết ngày đó, cái ngày mai cái mình bắt thêm 500 kg nữa. Làng khô Phú Thọ có trên 100 hộ tham gia sản xuất kinh doanh cá khô các loại như cá sặc răng, cá chạch, cá chốt, nhưng chủ yếu là cá lóc. Sản lượng khô cá lóc bình quân hơn 600 tấn trên một năm. Nhờ hương vị thơm ngon, giá cả hợp lý nên nhiều năm qua
đặc sản cá khô Phú Thọ không chỉ có mặt khắp các tỉnh, thành phố của khu vực đồng bằng sông Cửu Long mà còn được tiêu thụ mạnh ở tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Thì vừa qua thì làng khô Phú Thọ được cục sở hữu trí tuệ của nhà nước là công nhận cái nhãn hiệu khô Phú Thọ, thì cái này cũng là một lợi thế là cạnh tranh trên cái thương trường trên của cái sản phẩm khô Phú Thọ của địa phương. Thì trên cơ sở được công nhận cái chứng nhận làng khô Phú Thọ đó, thì ở địa phương cùng các ngành chức năng giúp đỡ bà con làm sao là quảng bá được cái thương hiệu khô này đi xa ra các cái ngoài địa phương, ngoài cái bản hàng truyền thống. Sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, giờ đây nhiều cơ sở sản xuất cá khô ở xã Phú Thọ đã khôi phục hoạt động. Sự nhộn nhịp, tấp nập của làng khô Phú Thọ trong những ngày cuối năm báo hiệu một mùa xuân mới đang đến gần. Sau nhiều nỗ lực đến những ngày cuối của năm 2022, công ty điện lực Kon Tum đã chính thức đóng điện lưới quốc gia cho điểm dân cư cuối cùng thuộc thôn Đắc Lanh, xã Măng Bút, huyện 30A, Krông Plông. Việc cấp điện ngay trước thềm năm mới nhâm dần 2022 giúp bà con có thêm niềm vui trong năm mới, góp phần phát triển sản xuất, giảm nghèo ở huyện Krông Plông, một trong hai huyện của tỉnh hưởng chính sách 30A của chính phủ. Điểm dân cư thuộc thôn Đắc Lanh, xã Măng Bút, huyện Krông Plông là nơi sinh sống của 57 hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số Xê Đăng bản địa. Đây là điểm dân cư mới, được tách ra từ năm 2013, khi tuyến đường Ngọc Hoàng, Măng Bút, Tu Mơ Rông, Ngọc Linh được hoàn thành. Do đó, hạ tầng thiết yếu tại đây chưa được xây dựng. Trước kia thì mình phải dùng đèn pin để thắp sáng mỗi khi trời tối. Điện thoại thì phải về thôn cũ mới sạc được, nhưng không bao nhiêu. Bây giờ có điện rồi. Mình và bà con trong điểm dân cư mới mừng lắm. Mình không phải về điểm làng cũ để sạc nhờ điện thoại, sạc đèn pin nữa. Gia đình mình cũng có điện để thắp sáng, có tivi để xem, có thể dùng máy bơm, máy xay sát chạy bằng điện. Cuộc sống tiện lợi hơn rất nhiều. Đây thì không có điện sử dụng thì cũng hơi khó khăn. Có lúc mình cũng mua được cơm điện mà không có điện để nấu cơm. Và rất là vất vả, cứ nấu cơm cuối miết. Có lúc thì con thì cứ khóc mít là không kịp nấu cơm. Sau khi đóng điện hoàn thành, chúng tôi đi từng nhà kiểm tra, hướng dẫn cho bà con cách sử dụng điện an toàn, như thế nào cho tiết kiệm, như thế nào cho hiệu quả đến từng hộ của từng nhà. Và đến nay chúng tôi đã hoàn thành và mong bà con tiết kiệm, sử dụng an toàn. Thôn Đắc Lanh có 111 hộ dân, thì 110 hộ là người dân tộc thiểu số Xê Đăng bản địa. Đời sống còn nhiều khó khăn. Kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào nông nghiệp. Không có điện, cuộc sống của họ càng vất vả hơn. Với những nỗ lực của ngành điện đã giúp bà con có nguồn năng lượng ổn định để phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Sau một thời gian dài trầm lắng, những ngày cuối năm Tân Sửu, giáp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, cảng cá Hòn Rớ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cảng cá lớn nhất vùng Nam Trung Bộ, lại nhộn nhịp bởi các thuyền câu cá ngừ đại dương các tỉnh cập bến với sản lượng cao. Người dân còn vui hơn nữa khi giá cá đợt này cao hơn so với mấy tháng trước và cao hơn cả trước thời điểm dịch Covid-19 bùng phát đợt thứ tư trên toàn quốc. Tháng lớn chuyến biển cuối năm này, ngư dân Võ Phi Pháp, chủ tàu câu cá ngừ ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, sau 20 ngày bám biển tại ngư trường đã cập cảng với 70 con cá ngừ đại dương. Cá ngừ đại dương của anh đều đạt size từ 35kg một con trở lên, đáp ứng nhu cầu thu mua của doanh nghiệp. Trừ tổn phí ra thì chia ra phần bạn, người cũng kiếm được vài chục triệu. Chết thì mình ra mình đi làm được chứng biển dài thì bà con cũng rất là mừng, thì cũng kiếm tiền xây sửa xe máy tháng mùa dịch. Tết hôm nay thì chắc cũng về chợ ít bữa, cũng vươn khơi bám biển nữa. Từ ngày 1 đến ngày 17 tháng 1 có 57 tàu cập cảng thì có đến 35 tàu hành nghề câu cá ngừ đại dương. Phần lớn mỗi tàu đều đạt sản lượng từ 1,5 tấn đến trên 2 tấn cá ngừ đại dương. Chất lượng sản phẩm cũng được nâng lên với giá bán hiện tại trên 140.000 đồng 1 kg, đã mang lại lợi nhuận khá cao cho bà con ngư dân. Ban quản lý cảng Hòn Rớ cũng phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ, giám sát và vận động chấp hành các quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, với mong muốn nghề khai thác đánh bắt của bà con ổn định, có thu nhập và phát triển bền vững. Tăng thêm 12 vé nữa, là hiện tại đó là nằm cái vé 140 mấy, có thể là đó tình hình là chưa có ổn định được vé, có thể còn tăng hơn, có thể còn tăng hơn. Đó vậy.
Cái vé hiện tại đây là bà con cũng phấn khởi, những người ví dụ mà có những người mà đánh bắt là cũng được cái số lượng, nói chung cái vé như vậy bà con cũng rất là cuối năm bà con cũng rất là vui mừng. Số doanh nghiệp thì do cái thời gian nghỉ dịch dài thì người ta đang thiếu nguồn nguyên liệu rất là nhiều, nên là đang doanh nghiệp cũng có một số chính sách khuyến khích bà con ra khơi bám biển, nên là thì cái đấy là cũng phụ thuộc vào một số doanh nghiệp thôi. Từng chính sách cụ thể đối với bà con như nào thì là doanh nghiệp người ta sẽ đưa cho các cái tàu phương tiện thu mua của họ. Chuyến biển cuối năm với nhiều tín hiệu tích cực đã giúp ngư dân càng tin tưởng vào công việc mình đang làm. Thắng lợi chuyến biển này, người dân xứ biển có thêm chút tiền để sắm sửa trong gia đình, trang trải phí tổn cho chuyến biển tiếp theo, và họ sẽ trở lại bám biển trong thời gian Tết, bởi họ tin rằng những chuyến biển xuyên Tết luôn mang về nhiều lộc cho ngư dân. Và quan trọng nhất, những con tàu với lá cờ Tổ quốc Việt Nam luôn bay phấp phới trên khắp các vùng biển khơi, khẳng định chủ quyền của Tổ quốc. Sau đây là những thông tin đáng chú ý khác. Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất lộ trình dạy học trực tiếp sau Tết Nguyên Đán trên địa bàn thành phố. Theo đề xuất của Sở, trẻ mầm non, học sinh tiểu học và lớp 6 sẽ học tập trực tiếp từ ngày 14 tháng 2. Trước khi các em tới trường, các cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh để triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ, tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường, tập huấn công tác phòng chống dịch trong trường học. Ba thành phố của Việt Nam là Đà Lạt, Hạ Long, Vũng Tàu vừa vinh dự nhận được giải thưởng thành phố du lịch sạch tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á ATF 2022. Được biết, Việt Nam có tên trong 4 trên 5 hạng mục ở ATF 2022, gồm khách sạn xanh ASEAN, thành phố du lịch sạch ASEAN, địa điểm tổ chức My ASEAN, sản phẩm du lịch bền vững, khu vực nông thôn và thành thị. Theo nghiên cứu mới của công ty công nghệ thanh toán điện tử Visa, có tới 76% người Việt đang lên kế hoạch du lịch giải trí trong nước năm 2022, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 38% số người lập kế hoạch du lịch nước ngoài. Những người được hỏi ưu tiên lựa chọn khám phá những địa điểm nơi gần mình sinh sống hơn là những địa điểm ở xa. Đây là tín hiệu cho thấy du lịch tại chỗ, du lịch ngay tại chính thành phố mình ở ngày càng được ưa chuộng. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an cho biết, sau gần một năm khẩn trương triển khai, đến nay Bộ Công an đã in và trả về cho Công an địa phương gần 60 triệu thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử của công dân thu nhận trong năm 2021. Liên quan đến vụ Tân Hoàng Minh bỏ cọc sau khi trúng đấu giá quyền sử dụng lô đất 312 thuộc khu đô thị Thủ Thiêm, Cục Bổ trợ Tư pháp Bộ Tư pháp yêu cầu Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo toàn bộ quá trình tổ chức đấu giá trước ngày 25 tháng 1 năm 2022. Lần đầu tiên, vì để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, nhóm họa sĩ C39 Hà Nội đã tổ chức triển lãm tác phẩm Tiền sử đốt dần trên nền tảng số. Để thưởng lãm những bức tranh này, quý vị có thể ghé qua trang Facebook Gallery 39A Lý Quốc Sư, triển lãm giới thiệu hơn 80 bức tranh đa dạng chất liệu của 18 họa sĩ trong nhóm C39, trong đó có nhiều tác phẩm vẽ về hổ, con vật biểu trưng cho Nam Dần, cùng nhiều tác phẩm khác về chủ đề thiên nhiên, mùa xuân, tĩnh vật, hoa xuân, phố mùa xuân. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết. Thời điểm này, ai ai cũng chuẩn bị thu xếp công việc để về quê, sum họp cùng gia đình. Thì tại vùng cảnh sát biển 3, những con tàu như thế này lại vội vã lên đường tuần tra, làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho vùng biển của Tổ quốc. Cán bộ chiến sĩ luôn luôn xây dựng ý chí quyết tâm cao, rồi vũ khí trang bị kỹ thuật luôn ở tư thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. Và nắm chắc tình hình mọi mặt, rồi tham mưu đúng chúng, đúng thời cơ cho cấp trên trong giải quyết và xử lý các vấn đề trên biển. Thời điểm cuối năm, các hoạt động tội phạm thường tăng cao trên đất liền cũng như trên biển. Dự báo trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã chỉ đạo toàn bộ Cảnh sát Biển phải nắm chắc tình hình vi phạm tội phạm trên biển, kịp thời đấu tranh có hiệu quả. Với trên cương vị nhân viên thông tin thì tôi luôn bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho chỉ huy, bảo đảm thông tin từ tàu về bờ thông suốt và nhanh chóng và chính xác.
bản thân tôi và cùng với những đồng chí đồng đội hứa thì dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần này sẽ bảo vệ bình yên, đảm bảo bình yên của Tổ quốc. Ngoài công tác đảm bảo an ninh trật tự trên biển được giao cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ, công tác phòng chống dịch trên biển trong dịp cuối năm cũng được lực lượng cảnh sát biển xem là nhiệm vụ trọng tâm. Vì là cuối năm, tình trạng vượt biên trái phép cũng thường xảy ra trên biển. Chúng tôi cũng đã giao nhiệm vụ rất là cụ thể cho các cái tàu để làm tác chuẩn bị để công tác phòng dịch cho chính mình và tham gia phòng chống dịch ở hướng biển. Đặc biệt là phòng chống cái xuất nhập cảnh trái phép. Đấy, vì cùng với xuất nhập cảnh trái phép ấy, thì nó sẽ có những cái biến thể Omicron sẽ xâm nhập vào Việt Nam. Cho nên chúng tôi cũng đã có cái giao nhiệm vụ cụ thể cho các cái tàu đi làm nhiệm vụ trên biển. Trong năm 2021, lực lượng vùng cảnh sát biển 3 đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 625 vụ với 818 đối tượng. Tổng số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước khoảng hơn 30 tỷ đồng. Giá trị tang vật bắt giữ, bàn giao ước tính gần 200 tỷ đồng. Với việc thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh vi phạm pháp luật trên biển, đã giúp cho bà con ngư dân yên tâm hơn khi làm ăn trên biển. Ngày 19 tháng 1 vừa qua, Bệnh viện 30 tháng 4 Bộ Công an cho biết bệnh viện vừa ghi nhận 3 ca nhiễm biến thể Omicron được phát hiện trong cộng đồng. Đây là những ca mắc Omicron trong cộng đồng đầu tiên được phát hiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ Bệnh viện 30 tháng 4, ngày 15 tháng 1, bệnh viện tiếp nhận một số mẫu test nhanh dương tính COVID-19 do một phòng khám tư nhân chuyển đến để xét nghiệm PCR. Kết quả xét nghiệm PCR SARS-CoV-2 tại bệnh viện phát hiện gen S bất thường, trong khi PCR các gen mục tiêu khác cho kết quả bình thường. Ngày 16 tháng 1, các mẫu xét nghiệm được Bệnh viện 30 tháng 4 gửi tới Bệnh viện nhiệt đới để thực hiện giải trình từ gen khẳng định SARS-CoV-2 biến thể. Đến chiều ngày 18 tháng 1, kết quả thu được là cả 3 bộ gen này thuộc biến thể Omicron BA1. Các ca tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân đang được khoanh vùng, điều tra để nắm và giám sát. Chúng ta hết sức bình tĩnh. Theo báo cáo, hiện thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 68 ca nhiễm biến chủng Omicron, trong đó 3 ca trong cộng đồng. Thành phố kêu gọi người dân bình tĩnh. Hiện tại, thành phố chưa có thay đổi các hoạt động như đường hoa, đường sách, hội hoa xuân vẫn diễn ra theo kế hoạch. Người dân không quá hoang mang, lo lắng. Thành phố đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp để ứng phó với biến chủng này. Thành phố trân trọng đề nghị người dân hết sức bình tĩnh, tiếp tục thực hiện tốt quy định 5K và vaccine. Ý thức của từng người dân sẽ giúp chúng ta kiểm soát được dịch bệnh. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã khoanh vùng 11 F1 liên quan đến chùm ca Omicron này. Hiện chưa có đánh giá nào về nguy cơ lây nhiễm cộng đồng. Các F1 được cách ly tại nhà nếu đủ điều kiện hoặc cách ly tập trung. Bệnh nhân lây nhiễm Omicron được điều trị tại bệnh viện dã chiến số 12. Các nghi ngờ đều được giải mã trình tự gen virus. Giám sát ở trong cái cộng đồng thì vẫn phải tiến hành. Các cái bệnh viện vẫn phải thực hiện cái sàng lọc đối với bệnh nhân đi vào trong bệnh viện, đó những cái đối tượng có nguy cơ thì chúng ta đã sàng lọc, và khi có cái nghi ngờ thì chúng ta sẽ thực hiện cái giải mã trình tự gen để chúng ta phát hiện sớm, giống như vừa rồi. Theo các chuyên gia ngành y tế, việc xuất hiện ca nhiễm Omicron trong cộng đồng là chuyện sớm muộn và không bất ngờ. Điều cần thiết là kiểm soát tốc độ lây lan, không để lây quá nhanh và gây áp lực trên hệ thống y tế. Lợi thế của thành phố Hồ Chí Minh là độ phủ vaccine rất cao và mũi 3 đang được triển khai quyết liệt. Ngành y tế cần đẩy nhanh việc sản xuất và lưu hành thuốc kháng virus để đáp ứng tình hình thực tế của dịch COVID-19.